Mình làm món chú dây cháy, đây là có bí đỏ, đậu xanh, bẹp, nấm đông cô, cà rốt. Mình luộc cho chín là mình để nguội, cho vào nước rồi thái ra làm. Chín này, cho vào ngâm nước lạnh. Nắp chỉnh này, nó bị nó nặng nhé, chỉnh lắm. Nấm này mình ngâm trước cho nó cái nó nặng mềm không? Mình lấy ra ngập cái này. Cái món sushi có cái mấy cái chip này thì nữa này. Bây giờ mấy cái rau là mình thái ra cho để mình cuộn vào. Cà rốt thái nhỏ. Cầm được nước là cái mè vào. Là frites thì tươi. Cho tí mật ong vào.
Kalau kalau tidak, lalu lem kado bao thế ạ, năm
Đen. Chiliwa. All right. Nhìn hấp dẫn ha.